Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Tournament World Mario 2 tiếp. Mà vấn đề là chúng ta sẽ chơi Custom Master. Và mình sẽ tiếp tục đánh thế công. Tại các bạn nói là các bạn thích coi đánh thế công chứ không có thích coi đánh thế thủ. Rồi, ok, công thì công. Rồi, thì chúng ta sẽ đánh một cầm quân Aztec đánh quân Tây Ban Nha ha. Để coi mình có thể thắng được. Để coi mình có hai ông cầm thương luôn nè, bốn cầm thương chia đều cho hai bên để có thắng được kỵ binh Tây Ban Nha hay không. À, mấy ông này thì bật lửa lên, đứng yên thủ phía sau lưng cho tôi, phải đảm bảo an toàn cho tướng. Nó tướng đứng sau cùng, mình chưa gọi hệ tế ra, tới chung trận này đánh nhỏ nha các bạn. Rồi, ok, vô. Ồ, hơi lệch đấy mà thôi cũng không sao. Ráng căng ra chút xíu các bạn. Nhắm kìa, toàn bộ cung nhắm kỵ binh nó mà bắn. Rồi, hai ông này thì đề phòng kỵ binh nó tập sườn thôi. Để coi kỵ binh nó đánh vô đâu đã. Chà. Đuổi theo mau, nó vừa chạy vừa bắn nữa mới mệt mình đấy. À đây, kỵ binh nó vô đây rồi, kẹp lại nhanh. Oh, không quên điều khiển bên này không kịp chạc các bạn. Thổi lên nhanh, cứu nguyên ngay. Mấy thằng kỵ binh đụng thương thì nó mệt rồi, nó chưa là muốn đánh kỵ binh thì phải có lính thương. Nó xé đội hình mình các bạn. Ồ, nguy hiểm quá, bị gài rồi. Vậy mấy thằng cung mình chết chắc luôn á. Thằng này bắn súng bị mấy thằng cầm thương mình nó vây rồi, mà vấn đề đánh được không mới là vấn đề. Ngựa này không có giáp thì đánh được, mấy thằng này cũng giáp ít nè, nó cầm súng thôi. Đây, loại được thằng kỹ súng của nó rồi. Bây giờ làm sao mà bắn được mới là vấn đề đây. Để hở đội hình là dở quá. Mấy thằng này là mấy thằng cầm súng nữa nè. À, nó đang kẹt mình các bạn. Bắn, bắn. Đây, ráng chịu. Ê, bắn đi đâu vậy? Bắn thằng này ở đây. Đây. Hôm nay quýnh kỵ binh xong rồi, về đây cứu thằng này mau. Thằng này khổ thiệt, kêu chạy đi không chạy, đứng lại nữa. Bắn chả thấm mấy các bạn. Đây, hai thằng này đi cùng với tướng, rượt thằng tướng đó nhanh. Quân mình đang bị kẹt các bạn, mà mình chuẩn bị kẹp lại được rồi. Đây, bắn vô lưng nó. Này nhắm tướng nó mà bắn. Này nó đánh móc sườn mình nhưng mà nó lại bị mình bắn khá là rác. Đây, hay quá, nó chạy vô đây là nó tự dướng luôn. Mình kẹp được nó rồi các bạn. Rồi, đây, hai. À, tướng hả? Chạy đâu? Rồi, đây, lại xử mấy thằng cầm súng cho anh. Cũng may là mấy thằng lính này của mình nó lì. Our foes were fools to raise their fists against us. Look how we best their warriors. Đây, bắn này cho nó sợ. Rồi, ok, toàn quân xông lên, nhanh. Ủa mà nếu vậy thì cái thằng cầm thương của nó đâu rồi ta? Cái thằng cầm giáo của nó đâu rồi ta? Không phải thằng này, ủa cái thằng cầm giáo đâu? Mình có xét cho nó một thằng cầm giáo để nó thủ mà ta.
Ây chà, quay ra nhanh. Nó chạy rồi. Rồi bố ông này quay lại nhanh, cho mấy thằng này nó dí được rồi. Rồi bắn không đẹp tính tiền. Dựng cung lên bắn nhanh. Không phê lắm các bạn, chỉ đủ để mà bắn chặn quân Tây Ban Nha lại thôi, hầu như là không chết được lính nào. À, chết được một lính, buồn ghê á. Rồi xong, mấy ông cầm cung chạy tiếp cho tôi. Cũng may là nó mặc giáp rồi, nó chạy chậm hơn lính mình, lính mình không có giáp. Mấy ông này chạy chậm như thế. Rồi dàn lại đội hình nào. À rồi ok, nó thua, nó chạy rồi. Trận này quân mình đông gấp 3 lần quân đó, mình thắng cũng không có gì ngạc nhiên. Nó giết khá nhiều lính, mình giết được có 152 lính, nó giết bắt được 192 thằng mà. Mình nó giết của mình hết 416 lính nữa các bạn. Nói chung là thiệt hại của mình khá là nặng, đặc biệt là thiệt hại cái lực lượng tinh nhuệ nè. Mấy thằng này lính cấp thấp, mấy thằng này cũng là quân thường. Chỉ có mấy thằng này lính xịn nó chết nhiều thôi, tại nó xung phong chiến diện các bạn. Rồi ok, để làm trận thủ thành coi mình thủ được hay không. Thủ ở cấp thị trấn lớn rồi các bạn. Đây thành của người da đỏ. Đây có mây thì cho anh em đỡ nắng. Rồi. Ở đây là không cần nhiều đâu, mình đánh nhỏ nhỏ thôi. Rồi giả định đây là quân Tây Ban Nha công thành của mình ha. Rồi mình lại có một tướng. Rồi cầm spear đi. Với mấy anh đại bàng này nữa. Không, mấy anh đại bàng này tuyển được có 2 hả? Hai đứa đúng rồi. Mấy anh này có xuyên giáp mà vậy là hơi ít nha. Mình rất cần mấy anh này luôn á. Powerful Jack, cho nên là chạc mạnh nè, tinh thần cao, thể lực tốt. À không, không có xuyên giáp các bạn. Ủa, không vậy có đơn vị nào có khả năng xuyên giáp không? Cái này là dọa lính đối phương thôi các bạn. Cái này thì hầu như không có gì. Ông này đứng búp các bạn. Đứng búp. Rồi ok. Rồi đến trên tường thành thì có thể phóng lao được, cho phóng lao đi. Rồi ok, vậy chắc thủ được rồi. Quân Tây Ban Nha thì coi như trận này không có pháo nha các bạn. Rồi cho một cái này đẩy vô thôi. Rồi Tây Ban Nha kỵ binh thì cho mấy thằng kỵ cầm súng đi. Rồi thêm mấy ông này nữa cho nó đúng bài. Rồi đây, nãy nhớ có cho một ông này vô đội hình mà không biết ông đâu mất tiêu rồi. À, trận này nó ít, mình chỉnh ít quá. Xài đến này ngon hơn, khỏi còn mấy cái hàng ông đó, nó quýnh. Rồi, ok, vậy đi. Cũng là cân bằng lắm rồi. Quân Tây Ban Nha nó ít nhưng mà nó mạnh các bạn. Nhiều khi vậy chứ mà mình thủ không được á. Rồi để coi cái thế thủ nó ra làm sao. Mình dậy luôn hả? Ghê vậy. Rồi ok, ông này lên đây thôi là được rồi. Đứng xích xích qua đây xíu, phóng cho nó chuẩn. Rồi ok, lên đây. Ông này đứng chung với tướng thành một hàng. Mấy ông cầm spear đi hàng đầu. Rồi hai ông này đứng hỗ trợ phía sau thôi. Nhưng mà đối với quân Aztec thì nên bật cái này nha các bạn. Đơn giản là để tránh nó máu quá thì lại phiền mình. Nó chạy ra ngoài là mình mất thế ngay. Rồi ok, tiến vô đi. Rồi phóng đi. Tháp mình bắn khá là kinh đấy, mà làm sao trái được cái này của tự Tây Ban Nha. Mở
Mighty One, those cursed animals are almost our foes. Slay them, or they will take our families. À quên mất, cho mấy thằng này nó lên đây chứ mới cản được. Gather the warriors, our foes are through the gate. Rồi, ok. Rồi, bốn ông này cầm thương thì lên. Chứ là tụi này tính cầm thương mà không có giáp trụ gì, nhưng mà được cái là có cái này khá ngon. Tướng thì đứng yên đó, tướng lui ra luôn. Ở đây không cho nó lấn vô, à lấn vô nó gặp những phía mình là nó chết mình, bộ binh nó vô nó càng mà nó đẩy mình cũng mệt, cái người ta phải giữ nó lại không nó lấn lên. Mấy thằng này cũng vậy nè, nó đánh khá là mạnh, nhưng mà lính này của mình mạnh vậy rồi mà đánh lính nó không phê luôn. Nãy mình phóng ác chiến chết quá trời ngoài đây luôn các bạn, mà chủ yếu là chết kỵ binh. Đấy, mấy người đó nó dễ trúng tên chứ là nó không có giáp thôi. Đây ráng mà thu lại không cho nó lên các bạn, không không chơi lại đâu. Tướng là thổi chung bà lên được rồi, mấy ông này đứng đó cầu nguyện đi, đứng bước tinh thần cho quân. Wow, hay quá, mình thắng rồi. Nó chơi với trận này có pháo đục tường mình cũng thua à. Thắng này chẳng qua là do là mình tạ giữ được thế thủ thôi. Rồi ok, hay quá, mình thắng rồi các bạn. Trận này mình đỡ thiệt hại hơn. Nó giết được của mình có 44 lính, mình giết được tới 129 và bắt 57 lính làm tù binh. Nói chung là nó không phá được cái thế thủ của mình, do là nó khá ít lính để mà nó lấn vô các bạn. Nhưng mà nãy là lính này là lính dân quân, nhưng mà nãy lính nó tinh nhuệ hơn là mình cũng mệt rồi. À, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Đấm Thọt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.